Bộ phim Tân Liêu Trai, chuyện tình cõi âm dương, tập 6. Lão lão, nhẹ nhẹ chút. Lão lão, Tiểu Sảnh, tên họ Ninh đó đã biết rồi sao? Biết rồi. Hắn ta phản ứng thế nào? Hắn giận dữ lắm, suýt chút muốn ăn thịt cá muội. Tiểu Sảnh, cô làm sao vậy? Dạ không, con cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Có phải là cô cảm thấy tôi làm được rồi nên cô bị mất mặt? Thu Dung tỷ, muội đâu có nhỏ mọn như vậy. Tôi biết, bạn quán ta chết rồi, chắc là trong lòng hắn buồn lắm. Vừa rồi hắn tỏ ra đáng sợ lắm. Sao, cô thương hại hắn à? Tôi cũng không biết. Ấu trĩ. Có những người đàn ông quả thật nhanh trí, cho nên bọn chúng mới dùng biểu hiện giả dối để mê hoặc người khác. Nếu không thì làm sao trên cõi dương lại có nhiều hồng nhan bạc mệnh như vậy? Nhưng đích thật là tôi cảm thấy hắn ta khác người. Đàn ông không ai tốt cả. Nếu cô tin vào hắn, tức là cô xui xẻo đấy. Thu Dung, trước kia tại sao cô lại chết? Có những người đàn ông trời sinh đã là khắc tinh của phụ nữ. Khi xưa tôi đã bị một người đàn ông thủ đoạn hung tàn hại chết. Thần, chuyện đến đây tôi xin chia buồn. Quên đi đi, tôi không có sao. Người đi nhà trống, vẫn còn người không. Quên, hãy nghĩ thoáng một chút. Tự mình không thể bị chết oan như vậy. Tôi phải đi tìm bọn chúng. Thái thần, con người làm sao đấu với ma chứ? Không, tôi phải chờ Yến đại hiệp. Chắc chắn huynh ấy có cách. Thôi được, vậy huynh hãy bảo trọng nhiều. Tử Khải ca, hôm nay huynh muốn nghe bài gì? Một người bạn của huynh đã mất, đặt một bài nào đó để huynh hoài niệm huynh ấy một chút. Một người bạn khiến người khác rất vui vẻ. Trên đầu chữ sắc là con dao, tự hắn chuốc lấy thôi. Sao, thiếp nói không đúng à?
Huynh không háo sắc, cho nên Huynh vẫn còn sống. Khi xưa cô chết như thế nào? Bị người ta hại chết. Nhưng bây giờ cô lại đi hại người khác. Cảm giác lúc hại người như thế nào? Không biết. Bây giờ tôi sẽ làm cho cô biết. Sao Huynh lại nổi giận như vậy? Còn phải Huynh nói là Huynh không đánh phụ nữ sao? Mới có vài ngày mà Huynh đã đánh tiếp hai lần. Loại ác phụ như cô, tôi đánh cô hai lần vẫn chưa đủ. Đánh mệt rồi, Huynh thở chút đi. Huynh nghe thiếp nói. Huynh có nghe không vậy? Đâu phải thiếp hại chết hắn ta. Huynh đánh thiếp làm gì? Huynh không sao chứ? Đánh ra đi. Huynh là tên điên, sao gặp ai cũng cắn vậy? Thiếp đã nói bạn của Huynh không phải thiếp hại. Quan có đầu nợ có chủ, sao Huynh lại trút giận với thiếp? Yến Huynh, con mọt sách này cuối cùng cũng đã sa ngã. Huynh đệ, đây là pháp bảo dùng để bắt ma của sư phụ ta. Để cầm lấy. Khi con ma đến gần, để cứ giơ cao nó lên, con ma số hồn bay phách tán. Lúc đó đệ sẽ có thể thu dọn ả. Nhớ lấy, đệ nhất định không được mềm lòng. Nếu không thì sẽ uổng công. Được, để nhớ rồi. Sao cô lại tới đây nữa? Sao? Vẫn còn buồn à? Tiếp tới thăm Huynh đấy. Thu Dung đâu? Sao cô ấy không đến? Sao hả? Huynh nhớ cô ấy à? Hung hăng với người ta như vậy, làm sao người ta còn dám tới đây nữa? Không phải tôi cũng luôn hung hăng với cô sao? Vậy sao cô dám tới đây? Thiếp khác cô ấy. Thiếp đâu có muốn tới đây. Nhưng thiếp không giữ nổi đôi chân của mình. Tại sao? Ngày nào không đấu khẩu với Huynh, thiếp không ngủ được. Thôi đi, nói những lời này có ích gì? Đúng đó, nói gì cũng vô ích thôi. Dù sao Huynh cũng là lòng dạ sắt đá. Vậy sao cô còn không đi đi? Chưa hết hy vọng. Một ngày nào đó Huynh nghĩ thoáng hơn, sau đó cô sẽ hại chết tôi như hại Tăng Tử Minh vậy. Vậy thì chưa chắc. Có khi tới ngày ấy thiếp bắt đầu yêu mến Huynh thì sao? Được rồi, cô mau đi đi. Đi bảo Thu Dung tới đây. Hôm nay Huynh làm sao vậy? Thể chút là Thu Dung, Thu Dung. Thiếp giận rồi đây. Tôi mặc kệ cô. Huynh làm cho lòng thiếp loạn cả lên. Chỉ muốn mặc kệ người ta thôi, chứ đâu còn biết thêm việc gì nữa. Vậy cô muốn làm sao? Rõ ràng là thiếp đã dính với Huynh rồi. Cô có đi hay không? Thiếp không đi. Nếu cô không đi tôi không khách sáo nữa đâu. Sao hả? Huynh lại muốn lấy pháp bảo của Huynh ra dọa tôi à? Chỉ e cô sợ teo cả gan thôi. Đây chính là pháp bảo của Huynh à? Bạn của Huynh không
phải do thiếp hại mà, cũng không thoát khỏi liên quan với cô. Lương công, Lương công, cô đi đi. Lương công, Lương công. Cô mau đi đi. Nếu Quỳnh muốn hủy diệt thiếp, thiếp không nói gì. Chỉ xin Quỳnh đừng dày dò thiếp như vậy. Hãy dứt khoát ra tay. Thiếp gian xin Quỳnh mà. Cô quá là phiền phức. Cô còn không đi nữa sao? Chờ tôi đổi ý hả? Đi đi. Ninh công tử, tuy thiếp không hại bạn của huynh, nhưng thiếp vẫn muốn nói với huynh một lời xin lỗi. Quynh biết không, chiều hôm nay muội lại đi đàn. Vậy sao muội không gọi Quynh? Còn gọi Quynh gì nữa? Thấy hôm nay tâm trạng của Quynh không thoải mái chút nào. Ai mà dám gọi Quynh chứ? Thôi, không nghĩ tới Quynh ấy nữa. Tử Khải ca, Quynh cảm thấy thi cử lần này có hy vọng không? Không có vấn đề. Quynh tự tin vậy à? Tất nhiên rồi. Ý muội là đứng đầu bảng vàng ấy. Coi Quynh đó. Sao? Không nói gì nữa sao? Thì muội cũng biết. Chắc chắn là Quynh không có tự tin. Có khi nào Quynh cảm thấy lòng ham muốn của muội quá lớn không? Không có. Đậu cao cũng chính là lý tưởng của Quynh mà. Thật ra con người là như vậy. Khi con người ta càng không có gì thì càng muốn có được nó. Quynh biết không, năm xưa cha của muội tự bỏ tiền ra để mua chức quan, cho nên muội rất muốn sẽ có ngày phu quân của muội có thể thông qua khoa cử đạt được công danh. Như vậy muội sẽ rất vui. Tử Khải ca, có khi nào huynh cảm thấy muội quá đáng không? Không có. Đó là chuyện thường tình thôi mà. Hơn nữa, hoài bão của chính bản thân huynh cũng không nhỏ đâu. Đem động phòng qua chút là lúc ghi bảng vàng. Ngày đó nhất định huynh sẽ dành cho muội. Dạ được,
muội sẽ chờ đến ngày đó. Ai? Tử Khải ca. Là ngươi à? Bản lãnh đấy. Công phu của Thái An Lữ già quả nhiên danh bất hư truyền. Không ngờ Lữ công tử lại là một cao thủ giấu mặt. Yến đại hiệp đừng cười nhạo. Không biết mấy lần lẻn vào nhà Dương có chuyện gì không? Xin lỗi, tôi không thích trả lời những câu hỏi mà tôi không thích trả lời. Sao? Lữ công tử muốn động võ công à? Không nghiêm trọng như vậy, Yến đại hiệp, cứ tự nhiên. Xin cáo từ. Tử Khải ca, võ công của huynh cao như vậy, hơn nữa còn có thể nhảy xuống từ nơi cao như vậy nữa. Huynh không làm muội sợ chứ? Không có. Sao chứ bây giờ huynh nói với muội điều này? Lẽ ra muội phải biết chứ, nhà huynh võ công thế truyền mà. Đúng rồi đúng rồi, sao muội lại quên mất? Huynh nhảy xuống từ nơi cao như vậy quả thật oai phong quá. Tử Khải ca, võ công của huynh giỏi như vậy, tại sao huynh còn đi học văn chương nữa? Huynh cũng muốn để dành thiên cổ trong văn chương ấy mà. Không ngờ huynh chính là người văn võ song toàn. Sao giờ này cô mới về? Sao cô lại ra nông nổi này? Suýt chút là tôi không về đây được nữa. Sao? Tên Yến Xích Hà nó nhúng tay vào rồi à? Hắn đưa pháp bảo cho tên họ Ninh kia. Pháp bảo là cái lần trước tên Yến Xích Hà làm cô bị thương à? Đúng. Vậy làm sao cô thoát ra ngoài được? Tôi làm sao thoát? Tự hắn chủ động thả tôi đấy. Vậy thì lạ thật. Sáng lại thả cô ra. Không thể biết. Không biết cả. Sao lại như vậy? Chúng ta hại chết bạn của hắn. Hơn nữa lại 5 lần 7 lượt muốn hại hắn. Hắn tốt bụng như vậy sao? Xem ra đích thân ta phải ra tay rồi. Nếu tiếp tục giữ tên họ Ninh này lại, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Tên họ Ninh này cũng chẳng có gì đáng sợ đâu. Mấu chốt là tên Yến Xích Hà. Nếu hắn ta không bỏ đi thì chúng ta chẳng làm được gì nữa. Không. Cô nhìn vẻ mặt thất thần của tiểu sảnh đi. Nếu để cho tên họ Ninh đó tiếp tục sống, e rằng nó cũng sẽ phản bội ta. Lão lão, sao lão lão lại nói như vậy? Dù tôi có kém năng lực cỡ nào, làm sao tôi lại phản bội lão lão chứ? Vậy là tốt nhất. Dù có ra sao đi nữa thì tôi cũng phải phòng tránh hậu quả. Không thể để tên họ Linh đó tiếp tục sống nữa. Đêm nay ta ra tay ngay. Đêm nay ta ra tay à? Sao hả? Đêm nay e rằng không được. Tại sao vậy? Bởi vì hắn ta tới ở trong phòng của tên họ Yến. Tôi e. Thật sao? Thật mà. Tôi đoán là hắn ta sợ chúng ta sẽ lại ra tay. Lão lão, vậy thì tốt. Chút nữa tôi luyện xong võ công, tôi ra đó xem lại biết ngay thôi. Được. Tiểu sảnh, ta thấy cô bị thương, cô cũng nên ngồi xuống đây luyện công đi.
Lão lão, tôi không có tâm trạng. Tôi về đây chỉ muốn báo cáo tình hình với lão lão. Bây giờ tôi muốn ra ngoài thở một chút. Tùy cô thôi. Công tử, quấy rầy công tử rồi. Sao cô lại quay về? Tiếp tới là để báo tin cho công tử biết quỷ lão muốn tới hại huynh. Quỷ lão? Quỷ lão là ai? Bà ấy là lão ma tinh ngàn năm. Thiếp và Thu Dung đều đi theo bà ấy. Người bạn kia của huynh cũng chính do bà ấy hại chết. Tôi dựa vào gì để tin cô? Đúng vậy, huynh không có lý do gì phải tin tôi cả. Nhưng mà lần này tốt nhất huynh nên tin tôi. Cứ để bà ấy tới, tôi đã muốn tìm bà ấy để trả thù. Huynh không đấu lại bà ta đâu. Tôi có pháp bảo. Cái pháp bảo đó của huynh đối với loại tiểu quỷ như thiếp đây thì còn được, nhưng không đối phó nổi bà ta đâu. Tôi cho cô biết, tôi không tham lam cũng chẳng háo sắc. Làm sao bà ấy hại tôi? Bọn thiếp không hại được huynh, nhưng bà ấy hại được. Nếu là như vậy thì tại sao hôm nay bà ấy mới tới hại tôi? Vì bà ta muốn luyện một loại ma công siêu vượt các sự sống chết luân hồi, cần hút máu tươi của con người. Nhưng dòng máu mà con người ta bị chết bởi bạo lực chẳng giúp ích gì cho việc luyện công của bà ta. Chỉ có dòng máu trong khi người đàn ông đang hưng phấn rạo rực mới có thể giúp ích cho bà ta. Vì thế nên tôi mới được sống tới hôm nay. Đúng. Cô là người của quỷ lão, lại tới tình báo cho tôi. Tôi dựa vào gì để tin cô? Công tử, đích thực là không có lý do để huynh tin thiếp. Vì lúc nào thiếp cũng hại huynh. Nhưng mà đêm nay huynh đã tha cho thiếp, có ơn với thiếp. Coi như đây là một lý do. Mà lần này huynh tin thiếp, hình như cũng đâu có gây hại gì cho huynh đâu. Vậy theo cô thì tôi phải làm sao? Chỉ cần huynh đi chung với tên họ Yến kia là quỷ lão không dám làm gì huynh đâu. Được, lần này tôi tin cô. Tiếp trốn ra đây, tiếp phải đi đây. Huynh mau đi đi. Yến huynh. Yến huynh. Tên này quả nhiên đi vắng. Yến huynh, sao đệ ở trong nhà ta? Con ma nữ tên nhiếp tiểu sảnh đó nói với đệ, có một tên gọi là quỷ lão gì đó sẽ đến hại đệ, bảo đệ tới tìm huynh. Lời ma nói đệ cũng tin sao? Cái túi da bò lần trước huynh cho đệ, sao không lấy ra dùng? Không phải huynh bảo đệ bắt ma bằng nó sao? Đệ đã dùng rồi, nhưng đệ lại thả quấy ra. Tại sao vậy? Quấy rất giống một người quen của đệ. Ai vậy? Con gái của một người giao hữu của cha đệ. Thật là ngại quá. Cô ấy cũng chính là cô con dâu mà nhiều năm trước hai cụ đã hứa với nhau. Hèn gì.
Huynh đệ này, Huynh cảm thấy đệ là một người thông minh. Đệ đừng quên, đó là một con ác quỷ đấy. Đệ nghĩ từ nay cô ấy chắc sẽ cải tạo quy chánh. Muốn khiến ả cải tạo quy chánh cũng như là khiến cọp không ăn thịt người nữa. Không phải, Yến Huynh, Huynh nghe đệ nói, con hổ dù sao cũng là súc sinh, nhưng con ma được biến hóa từ con người. Huynh cho đệ biết, con người chết đi biến thành ma là không còn tính người nữa. Nhưng Huynh thấy không, cô ấy đã tới tình báo cho đệ. Có lẽ từ nay cô ấy đã cải tạo quy chính rồi. Được. Vậy thì chúng ta cứ tin quỷ một lần có được không? Được. Đúng lúc thật, tên quỷ lão này cứ hại người. Ta cũng đang muốn diệt bà ta đi. Lão lão, sao rồi? Còn mọt sách đâu quả nhiên ở trong nhà của Yến Xích Hà. Vậy phải làm sao? Nếu hàng ngày hắn cứ ở chung với tên họ Yến đó thì chẳng phải chúng ta chẳng có chút cơ hội nào sao? Bây giờ chỉ còn một cách, còn mai thôi. Cách gì? Từ đêm nay mỗi đêm cô tới bảo thấp tự canh chừng cho ta. Chứ cần tên ngốc đó rời khỏi nhà tên họ Yến, cô liền báo với ta. Ta không tin chúng cứ ở cùng với nhau hoài được. Dạ, tôi đi ngay. Tôi đi nữa. Cô à, hãy ở nhà dưỡng thương đi. Không có chuyện gì đâu, yên tâm ngủ đi. Mời. Huynh đệ à, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đã giờ này rồi không có chuyện gì đâu. Cứ yên tâm mà ngủ nha. Lão lão, mau lên, cơ hội tới rồi. Sao hả? Tên họ Yến tưởng giờ này sẽ không có sao nữa, nên đã để tên tiểu tử kia tự về nhà ngủ rồi. Hay quá. Lão lão, lão lão hãy cẩn thận. Tại sao vậy? Tôi lo đó là cái bẫy. Cái bẫy? Làm sao hắn biết bây giờ chúng ta sẽ tới hại hắn? Việc này, việc gì mà việc? Lúc nãy tôi đã nghi ngờ tên họ Ninh đó tại sao lại thả cô ra. Có phải là giữa hai người đã trao đổi gì không? Thu Dung tỷ, tỷ nói vậy là có ý gì? Nếu tỷ muốn hại tôi thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi hỏi cô, chúng ta đã đi vài lần cũng chưa làm được gì hắn ta. Làm sao hắn ta biết sau lưng chúng ta có một lão lão? Hắn không biết hỏi tên họ Yến hay sao? Hay là tên họ Yến kia không biết nói cho hắn biết hay sao? Cái pháp bảo đó rốt cuộc từ đâu mà hắn có? Cái pháp bảo là chuyện do cô nói thôi, chúng tôi đâu có nhìn thấy. Nếu tỷ không tin thì tự đi tìm tên họ Ninh đó mà thử xem. Thôi, hai cô đừng ồn ào nữa. Thu Dung, cô cũng đừng nghi ngờ tiểu sảnh vô cớ. Bao năm qua tôi đối xử với cô ấy như mẹ. Tôi dạy cho cô ấy ngưng thần tự hình công. Sau này còn phải trả thù cho cô ấy. Cô ấy không có lý do gì phản bội ta, đúng không? Hơn nữa, tên họ Ninh đó chỉ là một tên thư sinh nghèo vô ích. Hắn giúp được gì cho cô ấy? Có giúp cô trả thù không? Hay là giúp cô xây dựng một tổ ấm? Người và ma không thể chung sống, đâu phải là cô không biết. Ôi, cô cũng đừng đa nghi quá. Dạ, lão lão, tôi đã biết rồi. Thôi, ta tới bảo tháp tự xem sao. Lão lão, nguy hiểm lắm, hay để ngày mai mới đi đi. Không sao đâu, ta sẽ cẩn thận. Lão lão, tôi đi cùng với. Không cần. Hãy
Tỷ làm gì mà cười như vậy? Lão lão không cho tôi nói, nhưng không nói là không cho tôi cười, đúng không? Vậy tỷ cười gì? Tôi cười gì? Trong lòng cô rõ nhất. Tôi không biết. Lúc nãy cô đang lo lắng cái gì? Tôi... Yến Quỳnh bắn trúng ả rồi. Sao hả? Máu. Sao rồi? Sao rồi? Sao? Trách ta quá sơ ý. Sao hả? Lần này cũng đủ khổ cho ả rồi. Nhưng lần này bị thương không nhẹ, ả không thể quay lại liền đâu. Yến Quỳnh, Quỳnh quá là hay. Rốt cuộc Quỳnh là hiệp khách hay là đạo sĩ? Vậy thì phải hỏi sư phụ ta rồi. Sao? Lần này không sai chứ. Có khi lời ma nói cũng nên tin. Nhưng mà người bạn kia của đệ, nếu có tâm tính như đệ thì đâu đến nỗi phải mất cả mạng. Thôi huynh đệ, không nói việc này nữa. Ít nhất thì đêm nay ả sẽ không tới. Ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai huynh sang thăm đệ. Thôi ngủ đi. Được. Yến Quỳnh, Quỳnh bảo trọng nha. Lão lão, lão lão, người bị thương rồi. Quả nhiên ta đã mắc bẫy bọn chúng. Lão lão, lão lão, cũng tại tôi. Lẽ ra tôi phải kiên quyết cản lão lão đi tới đó. Tại ta quá sơ ý đó thôi. Lão lão, người đừng nói nhiều nữa. Mau nghỉ ngơi đi. Mau lên lão lão. Tử Khải, thầy thúc, siêng năng quá. Chủ khảo quan đã xem hết mấy bài viết này rồi. Khảo quan nói sao? Hai bài này là của con à? Dạ. Khảo quan có lợi bình thế nào? Nói về trình độ văn chương thì cũng tạm được. Nhưng mà thế nào? Tử Khải, thí sinh năm nay rất đông, tập trung hết thí sinh trong vòng 3 năm, có thể nói là nhiều nhân tài. Với văn chương của con cũng có khả năng thi đậu, nhưng hy vọng đỗ cao không lớn. Nhưng còn hai bài văn chương của một người bạn khác của con, quan chủ khảo lại có lời bình rất cao, bảo là văn chương của cậu ấy đã tới một cảnh giới tương đối. Vậy này con biết, trình độ của Ninh Thái Thần đích thật khác thường. Tử Khải, nhưng chủ khảo quan cũng đã nói đây chỉ là lời bình của một mình ông ta thôi. Dù sao vẫn còn một số khảo quan khác nữa. Thế thúc, người ta nói vậy là khách sáo. Ông ấy đã nói vậy tất sẽ có lý do của ông ấy. Tử Khải, còn về hai bài văn của người bạn còn lại của con thì chắc không cần phải nói nữa. Quỳnh ấy đã không còn nữa.
Tử Khải à, tiếp theo con còn có dự tính gì? Không còn cách nào khác, chỉ biết cố gắng nhiều, phó thác cho trời vậy. Tốt, cố lên nha. Nói không chừng chúng ta được sao may mắn chiếu cố. Hơn nữa, ta còn quen với vài vị khảo quan khác nữa. Thế Thúc, Tử Khải, Thúc hiểu ý nghĩ của con. Con không cần phải nói nữa. Con muốn thông qua sự cố gắng của mình để thi vào. Nhưng hiện nay người ta đều đi đường tắt cả. Chúng ta không đi rõ là thiệt thôi. Thôi con đừng quản những chuyện này nữa. Con cứ yên tâm học tập. Tất cả có ta. Công tử. Cô nương, đa tạ ơn cứu mạng của cô. Đừng tạ ơn thiếp, như vậy sẽ khiến thiếp khó chịu trong lòng. Phải nói làm sao đây? Mời vào nhà. Huynh phải biết là hôm nọ thiếp tới tình báo với huynh, có nghĩa là đã phản bội quỷ lão. Ngồi đi, ngồi đi rồi nói tiếp. Hôm đó thiếp tới là muốn khuyên huynh rời khỏi đây, nhưng vì không có nhiều thời gian, không thể nói nhiều với huynh. Sau khi thiếp trở về, thiếp mới nghĩ ngăn cản quỷ lão tới, nhưng bà ta vẫn cứ tới, mà còn bị thương rất nặng. Thiếp cảm thấy chính thiếp đã hại bà ta. Tôi không hiểu tại sao quỷ lão lại tốt với cô như vậy. Khi xưa trong lúc nguy nan nhất, bà ấy đã thu nhận thiếp, lại còn dạy cho thiếp ngân thần tụ hình công, để cho thiếp hóa thân thành người. Nếu không thì làm sao huynh có thể nhìn thấy thiếp chứ? Coi bộ cô nương cũng là một người có tình có nghĩa. Nhưng mà tại sao cô lại hại người? Những người quỷ lão bảo ta hại đều là người tham tài háo sắc. Khi xưa thiếp và cha thiếp cũng đều bị những người đàn ông háo sắc đó hại. Cho nên thiếp hận những người đàn ông đó. Huynh không tham tài cũng chẳng háo sắc, cho nên huynh vẫn còn sống. Chỉ tại tôi may mắn mà thôi. Thân thế của cô nương quả là không may. Thật ra thân thế của tôi, công tử cũng đã biết gần hết rồi. Tôi biết gần hết rồi. Những gì hôm ấy tôi kể với công tử, ngoài chuyện là tiểu thiếp của Mao Viên Ngoại và bị hắn ta giày dò ra, những cái khác đều là sự thật cả. Xảy ra chuyện gì? Quả là không may. Cô nương, đối với việc quỷ lão bị thương, tôi cảm thấy cô không cần quá áy náy đâu. Tại sao? Quan hệ giữa hai người tôi cảm thấy chẳng qua chỉ là một món giao dịch thôi. Giao dịch? Đúng. Tất cả những việc bà ấy làm cho cô, điều kiện là cô phải giúp bà ta hại người. Nhưng mà những người chúng tôi hại đều là những người tham tài háo sắc. Người ham tài háo sắc, trên thế gian này có mấy người đàn ông không tham tài háo sắc? Theo tiêu chuẩn của các cô thì còn mấy người đàn ông được sống trên thế gian nữa? Hơn nữa chính các cô đã dụ dỗ đàn ông. Cứ nói tôi thôi, đâu phải là tôi không có lòng tham tài háo sắc. Lần này chẳng qua là tại tôi có chút may mắn thôi. Sao huynh lại nói như vậy?
Tất nhiên là cô không biết rồi. Lần trước ở Thái An, Tôi và một người bạn khác đã gọi kỹ nữ để hù dọa Tăng Tử Minh. Cho nên lần này Thu Dung tới tìm tôi, tôi cứ ngỡ là Tăng Tử Minh muốn báo phục tôi. Vậy theo cô, loại người như tôi cũng đáng chết sao? Tôi cảm thấy tôi không đáng chết. Bạn của tôi Tăng Tử Minh cũng không đáng chết. Quỳnh ấy chưa bao giờ hại ai. Tuy Quỳnh ấy có chút hơi háo sắc, nhưng chưa từng quan dâm vô độ. Quỳnh ấy có chút tham lam. Cô đâu có biết nhà Quỳnh ấy nghèo khổ tới độ nào. Quỳnh ấy thật sự là một người tốt. Mà Quỳnh ấy còn là một người mang niềm vui tới cho bạn bè nữa. Phu nhân, đừng sợ, là tôi. Phu nhân, bà suy nghĩ kỹ chưa?